Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật cái phần hiển thị thời gian sạc cũng như là cái tốc độ sạc khi mà các bạn sử dụng những thiết bị điện thoại của Samsung. Khi mà các bạn sử dụng những thiết bị điện thoại của Samsung, các bạn cắm sạc pin vào thì nó sẽ cho chúng ta một cái thời gian ước tính về số phút sạc còn lại. Từ cái lúc các bạn cắm sạc pin cho tới lúc các bạn đầy pin. Và cái thời gian sạc ước tính này nó sẽ thay đổi theo thời gian. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái mốc để tham khảo cái thời gian sạc ước tính. Sau đó thì nó sẽ có cái thời gian để cho chúng ta có thể ước tính tới khi mà chúng ta cắm sạc pin vào lúc pin đầy. Và nếu như mà điện thoại Samsung của các bạn nó không hiển thị cái phần này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chúng ta sẽ bật cái tính năng này nha. Đối với điện thoại Samsung, các bạn muốn bật cái tính năng hiển thị thời gian sạc khi mà các bạn cắm sạc vào, đặc biệt là những thiết bị mà có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ mở mục cài đặt trên điện thoại Samsung lên và tìm đến cho mình mục là màn hình. Ở trong mục màn hình này, các bạn vuốt lên, nó sẽ có một mục đó là hiển thị thông tin sạc. Ở đây nó sẽ ghi hiển thị mức pin và thời gian sạc ước tính cho đến lúc pin đầy. Khi các bạn để chế độ đó là màn hình luôn bật, cũng như là các bạn tắt cái chế độ này. Nếu cái phần này nó bị tắt đi thì các bạn sẽ tiến hành là bật lên. Khi các bạn bật cái phần này thì mỗi lần các bạn cắm sạc pin nó sẽ hiển thị cái thời gian ước tính từ lúc các bạn cắm sạc cho tới lúc pin đầy.